Trần Nhật Phong chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ hai, 11 Tây tháng 5 năm 2020. Trước hết, mến chào tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài. Trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên hết là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, có thể liên lạc luật sư qua luật di trú. Nếu quý vị ở California, có thể tham khảo luật gia đình và luật thương mại. Mọi chi tiết quý vị liên lạc luật sư Dina Nguyễn 714-657-2425 và nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Win Financial, công ty tài chánh và thuế vụ mùa thuế năm nay. Nếu quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế và quý vị có gia hạn cho tới ngày 15 Tây tháng 7, do đó thì quý vị nào chưa khai thuế có thể liên lạc với một công ty chuyên nghiệp và xin giới thiệu quý vị công ty Win Financial. Ngoài ra thì Win Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hay sửa chữa tín dụng cho quý vị. Quý vị nào có nhu cầu mà chưa nhận được tiền cứu trợ của chính phủ cũng có thể liên lạc với Win Financial 714-888-5666, 714-888-5666. Và phần bảo trợ thứ ba là phần bảo trợ của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đại lộ Bonsa, nằm giữa trái tim của Lido Sài Gòn và đã có mặt gần 30 năm, nơi gặp gỡ của rất nhiều văn nghệ sĩ tại quận Cam. Ăn trưa với bạn bè, ăn tối với gia đình, quý vị có thể chọn nhà hàng Song Long. Rất nhiều món cho quý vị tha hồ lựa chọn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thì nhà hàng Song Long đang đóng cửa theo lệnh phong tỏa của tiểu bang. Vào trang Yelp đánh chữ Song Long Restaurant, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của nhà hàng Song Long 714-775-3724, 714-775-3724. Và đó là phần bảo trợ của nhà hàng Song Long. Và cuối cùng đó là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị và người trong gia đình muốn có hàm răng trắng, khỏe, đẹp, cứng cáp, mọc đều, quý vị nên giao phó trách nhiệm này cho văn phòng chuyên nghiệp của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường Mạc Phê Đình, gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới, trước khi tới góc đường Beach, bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&P Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Vào trang Yelp đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của văn phòng 714-890-9090, 714-890-9090. Và đó là số điện thoại của văn phòng K&P Dental. Và cũng là phần bảo trợ của tất cả những người bạn. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào cái phần đề tài mỗi một ngày. Đề tài ngày hôm nay là cuộc chạy đua vaccine như thế nào? Trung Quốc đã làm gì trong cuộc chạy đua vaccine này các bạn? Khi mà đại dịch bùng nổ, bắt đầu từ tháng Giêng bùng nổ tại Trung Quốc, thì các nhà mà nghiên cứu về sinh học, đặc biệt là giới y khoa của nhiều quốc gia, đã manh nha biết được rằng cái đại dịch này có thể lan truyền lên toàn thế giới. Và đã có nhiều công ty trên thế giới đã bắt đầu lao vào cái cuộc nghiên cứu sinh học để mà tìm ra cái vaccine ngăn chặn con siêu vi khuẩn này lây lan từ người con người qua con người. Đó là cái mà các quốc gia trên cộng đồng quốc tế đã và đang làm. Thì chính thức theo chúng ta được biết là con siêu vi khuẩn này nó có những cái biến thể khá đặc biệt. Do đó thì cuộc nghiên cứu đã bắt đầu khởi đi từ tháng Giêng qua tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Thì trong những tháng này, nhiều quốc gia đã nhập cuộc trong cái vấn đề nghiên cứu vaccine. Thì những cái công ty nào mà nghiên cứu mà đã nghi rằng là họ có thể sử dụng cái loại vaccine nào để ngăn chặn con siêu vi khuẩn này, thì cho tới giờ phút này chưa có một công ty chính thức. Tuy nhiên, vaccine thì đã có, chứ không phải không. Có điều là vì cái luật của y khoa đòi hỏi, luật của y khoa đòi hỏi là phải thử nghiệm trên con người tối thiểu là 90 ngày. Sau 90 ngày thì cái loại vaccine nào không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người,
không gây những cái phản ứng phụ và ngăn chặn được con siêu vi khuẩn này mới được xác nhận. Thì do đó tại sao mà các bạn thắc mắc là ồ vaccine có chưa và chừng nào có vaccine? Thực ra nhiều quốc gia đã nghiên cứu và mỗi quốc gia chọn một cái phương pháp nghiên cứu khác nhau để có được cái vaccine sớm nhất, và đây là một cái cuộc chạy đua trên toàn cầu chứ không riêng gì những nước cường quốc các bạn. Những nước nhỏ vẫn đang nghiên cứu chứ không phải không. Ví dụ nhỏ như Thái Lan, thì Thái Lan là cái quốc gia được xem là có cái kinh nghiệm chống HIV nhiều nhất, thì Thái Lan lại sử dụng cái phương thức của HIV chống HIV để tìm ra cái vaccine ngăn chặn cái con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Ngược lại Đài Loan, Hồng Kông thì họ lại có cái kinh nghiệm chống dịch bệnh SARS trước đây, thì họ lại muốn sử dụng cái phương pháp và nghiên cứu vaccine chống dịch bệnh SARS vì họ cho rằng con siêu vi khuẩn Vũ Hán này nó là cái phiên bản kế tiếp của con siêu vi khuẩn bệnh SARS. Rồi tới Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thì có nhiều công ty, có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng cái phương pháp đầu tiên là của cái phương pháp mà được sử dụng trong cái việc chống lại cái đại dịch Ebola. Thì rồi bên cạnh đó, phía Ấn Độ thì sử dụng cái phương pháp là dùng cái thuốc chống sốt rét để mà chống cái con siêu vi khuẩn này. Tức là các bạn thấy nhiều quốc gia có nhiều cái phương cách khác nhau để mà nghiên cứu và chạy đua trong cái việc mà ai là người sớm nhất tìm ra cái vaccine để mà hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế, cũng như là cung cấp cái nguồn vaccine mà an toàn nhất để có thể giúp cho cộng đồng quốc tế ngăn ngừa không để cho cái dịch bệnh này lây lan ra. Thì các bạn biết là đó là cái cuộc chạy đua mang tính chất toàn cầu, và nó không phân biệt nước nhỏ hay nước lớn. Nhiều khi nước nhỏ như Thái Lan có thể thành công trước và bảo đảm được cái sự an toàn thì sao? Do đó đây là cuộc đua công bằng. Nhưng giữa lúc mà các cuộc đua của cộng đồng quốc tế chạy ra một cách công bằng, thì cái nơi xuất phát của con siêu vi khuẩn này là Trung Quốc. Họ đã làm gì để nghiên cứu vaccine? Bản tin mới nhất trên tờ South China Morning Post ngày hôm nay là và tường trình lại các cái bản tường trình đặc biệt của hai tờ báo là tờ New York Times và tờ Wall Street Journal, cho biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động trong những ngày gần đây và những ngày sắp tới. Lực lượng hacker và gián điệp của Trung Quốc đang có nỗ lực đánh cắp tất cả những cái nghiên cứu của Hoa Kỳ, đặc biệt nhắm về cái việc nghiên cứu con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Cái lời cảnh báo này đã được công bố bởi cơ quan FBI và cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ, gọi là US Department of Homeland Security, và họ cảnh báo rằng đã xảy ra và trong những ngày sắp tới, theo tường trình của tờ New York Times, và các Chinese hacker, tức là các hacker của Trung Quốc, bắt đầu tìm cách đánh cắp tất cả những cái thử nghiệm và đánh cắp tất cả những cái tài liệu nghiên cứu tới việc mà tạo ra cái vaccine để phòng chống con siêu vi khuẩn này. Hầu như các báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ đều báo động rất cao về tình trạng mà Trung Quốc đang tìm cách hack, tức là tìm cách xâm nhập vào trong các cái kho chứa dữ liệu của các trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ và tìm cách là đánh cắp đi tất cả những thông tin này, giữa lúc mà các trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ đang cố gắng chạy đua để mà có được cái vaccine. Bản tin cho biết thì phía Hoa Kỳ đáng lý ra là trong cái first approval, tức là cái chấp thuận đầu tiên, thì cái cơ quan mà FDA hôm một tay đã cho phép một bệnh viện đã sử dụng cái Remdesivir, tức là một cái phương pháp chống lại con siêu vi khuẩn Ebola trước đây mà công ty Gilead Sciences đã sáng tạo ra, và bây giờ phía Hoa Kỳ đã cho phép sử dụng một số bệnh viện sử dụng để mà có thể phòng chống con siêu vi khuẩn này. Trong khi đó thì Moderna là một công ty có trụ sở tại Cambridge ở Massachusetts cũng đã nhận được cái sự chấp thuận hồi tuần trước để bắt đầu cái viên thử nghiệm cho cái loại họ gọi là mRNA-1273 vaccine candidate, tức là một trong những cái vaccine mà được xem là ứng cử viên để mà coi nó có thể sử dụng được hay không. Và một trong hàng loạt những cái loại vaccine đã được chính phủ Hoa Kỳ gia tăng cái tiến trình mà nghiên cứu. Và lãnh đạo của công ty Moderna là Thad Zak cho biết tuần trước là có thể họ có được cái vaccine vào cuối năm nay, tức là sẽ được đi vào sản xuất vào cuối năm nay và sẽ có cái phase 2, tức là cái giai đoạn 2,
để mà nhanh chóng nhận được cái sự chấp thuận của phía Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một số những cái công ty dược khác của Hoa Kỳ cũng đã cam kết là sẽ có một cái vaccine trong thời gian tới. Tức là như tôi vừa trình bày là Hoa Kỳ có rất nhiều các công ty dược đang chạy đua trong vấn đề nghiên cứu vaccine. Các phòng nghiên cứu sinh học của Hoa Kỳ cũng đang chạy đua với cái tốc độ khá nhanh, và chính phủ Hoa Kỳ đã đích thân đứng ra tài trợ cho tất cả những cái cuộc nghiên cứu này. Trong đó thì có cả cái công ty gọi là AbbVie ở Chicago, được xem là một trong những cái công ty cũng nghiên cứu về sinh học và đang làm việc với lại một cái công ty có tên là Genentech ở tại Washington để có thể có được những cái vaccine này. Tuy nhiên thì giữa lúc cộng đồng quốc tế và Hoa Kỳ đang nỗ lực dùng đầu óc của mình sáng tạo ra và tìm cách ngăn chặn cái con siêu vi khuẩn này lây lan, tức là cái vaccine, thì Trung Quốc ngồi rung đùi chờ các nước khác làm được. Họ tung gián điệp ra và tung hacker ra để đánh cắp tất cả các cái mẫu thử nghiệm và tất cả những cái nghiên cứu này tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi không nghĩ riêng tại Hoa Kỳ các bạn, mà nó còn tung ra trên khắp thế giới nữa. Ok, bây giờ chúng ta tin thì chúng ta đã có rồi, và bây giờ thì chúng ta đi vào nghiên cứu. Trước hết, tại sao cái nơi xuất phát đầu tiên, cái nơi xuất phát đầu tiên thì không có đủ bản lãnh, đủ khả năng để nghiên cứu? Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, Trung Quốc cũng từng đã có nhiều cái dịch bệnh, nhưng tại sao tất cả những vaccine ngăn ngừa những cái dịch bệnh này đều không đến từ Trung Quốc mà đến từ nước khác? Đây là một trong những cái nội dung mà tôi sẽ phân tích cho mọi người hiểu lý do nguồn cơ, và ít nhất chúng ta thấy được chế độ Cộng sản Trung Quốc nó đã khiến cho cái đất nước Trung Quốc bây giờ càng lúc càng trở nên xấu xí hơn trước cặp mắt của cộng đồng quốc tế. Ok các bạn, bây giờ mình đi cái phần đầu tiên đi, là Trung Quốc không phải đây là lần đầu tiên có dịch bệnh. Không phải lần đầu tiên có một cái dịch bệnh bùng nổ tại Trung Quốc. Mà các bạn nhớ là cái dịch bệnh SARS trước đây cũng xuất phát từ Trung Quốc. Rồi cách đây nhiều năm, nó có một cái loại gọi là nó xuất phát từ Trung Quốc nhưng mà nó lan qua tới Anh, rồi từ Anh nó lan ra khắp thế giới, là cái bệnh gọi là lở mồm long móng, tức là cái loại mà bệnh cái loại này là cái loại dịch bệnh của con he, con bò, và cái nó đã lan rộng ra và khiến cho nhiều quốc gia phải ngưng nhập cản thịt bò, mà hệ quả nó còn kéo dài tới ngày hôm nay. Thì người ta phát hiện ra được là nó xuất phát từ Trung Quốc luôn. Thì các bạn thấy hầu hết một số những cái dịch bệnh đều xuất phát từ Trung Quốc. Nhưng để nghiên cứu thành công cái vaccine ngăn chặn những dịch bệnh này thì chưa bao giờ có cái nghiên cứu nào đến từ Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc tự vỗ ngực xưng tên, nếu khối Tây Phương có một cái nền Tây Y lẫy lừng, một cái nền Tây Y lẫy lừng nha các bạn, thì Trung Quốc tự nhận mình là có một cái nền Đông Y đứng số 1 của khu vực của Á Châu. Họ tự nhận như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy được, cuối cùng, bây giờ cái dịch bệnh này chứng minh rõ ràng nhất, Trung Quốc không có vaccine. Mà bây giờ thay vì đi nghiên cứu vaccine, họ lại đi trực ăn cắp của nước khác. Ngoại trừ ăn cắp của Hoa Kỳ ra, họ còn rải gián điệp, hacker tấn công vào tất cả những cái quốc gia khác để ăn cắp những cái thông tin liên quan tới vaccine. Như tôi nói, Ấn Độ thì dùng cái phương thuốc của sốt rét, rồi Thái Lan thì dùng cái HIV, Đài Loan, Hồng Kông thì họ nghiên cứu về cái dịch bệnh SARS, vân vân. Và Hoa Kỳ thì dựa vào nhiều thứ khác, trong đó có cả cái việc mà chống dịch bệnh Ebola, vân vân. Thì Trung Quốc ngồi ở giữa, đại dịch bắt nguồn từ họ, mà cuối cùng họ bây giờ không làm gì cả, họ chỉ chờ đi ăn cắp của người khác. Lý do thứ nhất là tôi phải nói rằng là cái nền giáo dục. Thực sự nền y học của Đông Phương thì phải nói rằng là Trung Quốc, nếu mà tôi nói ngày xưa đó, mình đi ngược lại lịch sử đó, thì Trung Quốc cũng có một cái nền y học Đông y rất tốt. Cái nền y học của cổ truyền của Đông Phương có nhiều cái phương pháp trị bệnh rất là tốt, mà nó có nguyên thủy từ Trung Quốc. Cái này chúng ta không có bác bỏ cái sự thật nha các bạn. Mình phải, mình làm tin tức hay mình làm cái gì mình thì mình cứ nói thẳng sự thật đi. Tuy nhiên thì tại sao mà Trung Quốc lại không nghiên cứu được cái gì hết? Thậm chí là thuốc trị bệnh thông thường họ cũng không làm được. Đó mà tôi vẫn thường nói với các bạn, hệ thống giáo dục. Thứ nhất, hệ thống giáo dục của Cộng sản Trung Quốc sau khi nó áp dụng lên cả lãnh thổ Trung Quốc thì gần như nó triệt tiêu tất cả những cái nguồn sáng tạo khác.
Lý do là những tôi đã từng trình bày với các bạn trước đây. Cái ngành giáo dục nó là cái nền tảng để phát triển tất cả các xã hội. Thì cái ngành giáo dục tốt thì nó sẽ làm cho cái xã hội đó phát triển nhanh chóng. Cái nền giáo dục bế tắc nó đẩy cả một cái xã hội đó vào trong một cái ngõ cụt. Ngõ cụt đó tức là con người không biết ứng xử, rồi không có sáng tạo, chuyên môn đi ăn cắp, nó đẻ ra những cái thông minh vặt, rồi chơi những cái trò láo cá vân vân và vân vân. Thì cái nền giáo dục bế tắc nó sẽ đẩy cái quốc gia đó vào trong cái ngõ hẻm cụt này. Còn một nền giáo dục tốt thì nó sẽ kích thích con người sáng tạo và nó tạo ra cái môi trường tốt hơn. Thì cái nền giáo dục nào là tốt là xấu? Với tôi rất đơn giản để cho mọi người hiểu rõ, nền giáo dục tốt là có cái phần phản biệt ở trong nền giáo dục. Tức là khi mà ông giáo sư thảy ra một đề tài, sinh viên đặt câu hỏi và họ phản biện ngược lại cái ý kiến của ông giáo sư. Họ đưa ra những cái lý do và ông giáo sư đó, nếu ổng đang ngồi trên cái bục giảng, ổng là giáo sư, thì ổng phải đủ bản lãnh để thuyết phục sinh viên. Ổng phải đủ bản lãnh để giải thích làm sao và phản biện ngược lại sinh viên để có cái sự thuyết phục. Đó là cái tôi gọi là cái văn hóa phản biện, nói theo ngôn ngữ trong của Cộng sản trong nước đi, văn hóa phản biện. Ok, tức là có một cái sự đối nghịch trong các cái luồng tư tưởng với nhau ở trong cái môi trường của giáo dục. Nhờ cái sự đối nghịch các luồng tư tưởng này, nó mới bật ra được những cái sáng tạo, nó bật ra được những cái sáng kiến và nó bật ra được những cái giải pháp để giải quyết những cái bế tắc của xã hội. Đó là bản chất của giáo dục. Thì trong cái những cái xã hội tự do, họ luôn sử dụng cái phương pháp này và họ luôn sử dụng cái này để họ tạo ra cái sự sáng tạo rất là nhanh và họ không kiểm soát cái suy nghĩ con người. Ngược lại thì đảng Cộng sản, họ là xuất thân nghèo khổ. Giống như tôi đã từng nói với các bạn, những kẻ mà đi theo chủ nghĩa Cộng sản là những kẻ đầu trộm đuôi cướp và nghèo khổ. Họ không có ăn học. Do đó khi quyền lực nằm trong tay của họ, họ dùng đủ mọi cách để mà giữ quyền lực của họ, không để mất vào tay người khác. Và cái cách giữ quyền lực hay nhất, đầu tiên hết, là sử dụng bạo lực. Sử dụng bạo lực để trấn áp người khác. Thứ hai là các bạn, thứ hai là gì? Tẩy não. Họ dùng cái phương pháp tẩy não để mà bắt tất cả mọi người phải phục tùng mình. Thì cái phương pháp tẩy não này Cộng sản lại áp dụng trong giáo dục. Do đó, tất cả những cái hệ thống giáo dục của khối Cộng sản và những chế độ độc tài toàn trị, nó không đặt trên cái nền tảng của sự phản biện và đối nghịch. Nó bắt tất cả mọi người phải suy nghĩ một hướng và nó bắt tất cả mọi người không thể phản biện. Chính vì vậy, cái giáo dục nó đi về một hướng như thế này, nó không có cái sự phản biện đối nghịch lẫn nhau và những cái tư tưởng ngược chiều với nhau để nó tạo ra được những cái sự sáng tạo và những cái giải pháp mới. Chính vì vậy nó bị bế tắc. Nó cứ đi theo một chiều và nó theo cái khuôn sáo đó, nó đẩy cái đất nước Trung Quốc vào trong cái ngõ cụt. Do đó, chúng ta không thấy làm lạ, Trung Quốc từ ngàn xưa họ đã có những cái phương pháp đông y rất là tốt. Nhưng tại sao nó không thể phát triển dưới xã hội Cộng sản? Là vì lý do này. Nền giáo dục đã bóp, tự nó đã bóp chết cái văn hóa Trung Quốc rồi. Cộng sản đã bóp chết cái văn hóa về y khoa và những cái sáng tạo y khoa tại Trung Quốc. Cho nên cuối cùng, Trung Quốc không thể sáng tạo được bất cứ một điều gì hết. Đó là cái phần thứ nhất mà tôi giải thích lý do tại sao mà dịch bệnh đa phần xuất phát từ Trung Quốc. Nhưng chưa bao giờ có vaccine nào mà được sáng tạo ra từ Trung Quốc hết. Là vì sao? Họ đã bóp chết cái điều đó rồi. Và thứ hai, cái điều quan trọng nhất là dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc là do cái văn hóa, gọi là, nếu mà nói truyền thống thì không đúng, mà đáng lý nói là cái văn hóa phức tạp. Tôi gọi là cái văn hóa phức tạp trong cái cuộc sống của người dân Trung Quốc. Ăn tạp quá nhiều, rồi sử dụng và thiếu những cái sự giáo dục về cái cách giữ gìn vệ sinh. Tất cả những cái này nó không nằm trong hệ thống giáo dục của Trung Quốc. Do đó người Trung Quốc có những cái hành xử nó đi ngược lại với tất cả cái cộng đồng quốc tế. Các bạn thấy rồi đó, họ đi ra ngoài là tự nhiên họ đã có những cái hành động mà chúng ta thấy chướng tai gai mắt. Thì những điều này đã chứng minh được lý do tại sao mà Trung Quốc không thể sáng tạo được vaccine. Đó là cái cách thứ nhất. Và cái thứ hai, vì cái nền văn, cũng vì cái nguồn gốc của cái giáo dục đó, cho nên thay vì nó bật ra
những cái sáng tạo, những cái giải pháp để giúp cho con người giải quyết những cái bế tắc trong xã hội, giống như tôi nói. Thì Trung Quốc lại đi theo cái kiểu gọi là khôn vặt. Khôn vặt tức là cứ đợi nó xây xong rồi mình lên mình lấy. Tức là đợi người ta sáng tạo xong mình đi mình chôn. Cho nó lẹ. Khỏi cần suy nghĩ. Khỏi cần phải dắt óc suy nghĩ chi. Cứ cái thằng Thái Lan, thằng Đài Loan, thằng Hồng Kông, thằng Mỹ, thằng nào nghiên cứu trước thì mình chôn của nó. Vậy là xong. Vậy là coi như mình không có cần phải lo lắng nhiều về cái vấn đề nghiên cứu. Đây là cái lối mà suy nghĩ của các cái đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ lợi dụng những cái có sẵn trên thị trường. Họ lợi dụng những cái có sẵn và họ chỉ có ăn cơm hớt ở trên mà thôi. Và điều này nó đã xảy ra ít nhất trong lúc Trung Quốc phát triển nền kinh tế. Các bạn thấy, khi mà Trung Quốc gia nhập WTO từ năm 2001 cho tới bây giờ, tất cả những cái gì mà sản xuất từ Trung Quốc đều không phải do Trung Quốc sáng tạo, đều là bản quyền phát minh của những quốc gia khác. Trung Quốc lấy về xào nấu lại. Ngay cả các bạn thấy con cái gì, cái hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc là con ta, cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đó, họ cũng đâu có sáng tạo được đâu. Họ đi mua một chiếc cũ của Ukraine về, họ modify lại, tức là họ cải thiện lại thành một cái hàng không mẫu hạm của họ thôi. Tức là họ đã quen cái lối suy nghĩ này rồi. Tức là đợi người khác dọn mâm xong mình vô mình cướp là xong. Khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nó dựng ra một cái giang sơn đâu ra đó rồi, mình vô mình chỉ cần dùng bạo lực, mình liều mạng chút xíu, cầm cái súng chịu bắn chút xíu thôi là mình có quyền lực mà mình làm chủ cả một giang sơn. Đó là cái bản chất của Cộng sản. Do đó cái lý do thứ hai mà tôi muốn nói tới, lý do thứ nhất là họ tạo ra một nền giáo dục định hướng và tẩy não. Chính vì cái nền giáo dục định hướng và tẩy não này đã khiến cho người Trung Quốc đã bị thui chột trong vấn đề sáng tạo. Nhất là những cái thế hệ sanh sau đẻ muộn này càng lại không suy nghĩ đến vấn đề sáng tạo mà chỉ trực đi ăn cắp của người khác, trực đi lấy của người khác, hoặc là thấy người ta làm được lấy về bắt đầu modify lại làm cái của mình. Đó là cái văn hóa, gọi là tôi gọi là cái văn hóa, bởi vì họ cần phải tẩy não. Cái điều ưu tiên của họ là tẩy não các thế hệ khác để mà giữ quyền lực của đảng cai trị. Do đó khi mà tẩy não, họ không cho phép có cái sự phản biện và đối lập trong giáo dục. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vì cái xã hội nó như vậy và vì cái nền giáo dục như vậy cho nên nó nảy ra những cái trò khôn vặt, tôi gọi là khôn vặt hay thông minh vặt, tức là chỉ chờ trực ghi là làm được một cái gì mà thấy là qua mặt được người khác là tự cho mình là thông minh. Ví dụ như đứng xếp hàng chen lên trước khúc đầu cũng cho là mình là thông minh, hay là khi mà người ta đang chờ đợi một cái danh sách nào đó dài, mình cứ lo lót làm sao, hối lộ làm sao để cái hồ sơ mình được lên phía trước, giải quyết trước, thì đó là thông minh. Và sử dụng đồng tiền theo cái kiểu là, các bạn vẫn nghe nói đó, cái gì không mua bằng được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Đó là cái nguyên tắc sống của Cộng sản. Cái quy tắc của Cộng sản là có thể mua được tất cả mọi thứ. Do cái quan niệm này, nó hướng dẫn người dân vào cái quan niệm này, nên tất cả người dân cứ suy nghĩ theo cái kiểu đó, làm cho cả cái xã hội nó không thoát được. Bây giờ đâu cần mua đâu, đợi cái khi tao làm tỷ phú rồi thì tao bỏ tiền tao mua lại mấy thằng bác sĩ làm việc cho tao, tao đâu cần đi học y khoa làm gì. Cái kiểu của suy nghĩ của Cộng sản là như vậy. Tức là tao không cần phải đi học ngành y để trở thành bác sĩ giỏi nhất. Tao chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, tao dùng đủ mọi cách, tao có tiền thôi. Xong tao mua mấy thằng bác sĩ về cho nó làm việc cho tao. Thì coi như tao là ông tổ của mấy thằng bác sĩ rồi. Đây là cái cách suy nghĩ của những cái kẻ mà ngồi trong cái đảng Cộng sản. Và nó đã dạy dỗ cho dân chúng nó bằng cái kiểu này. Chính vì vậy, không có sự sáng tạo. Trong khi người ta tốn cực khổ mấy chục năm để người ta nghiên cứu, nó chỉ ngồi nó ăn cơm hết thôi. Cũng giống như các bạn, tôi vẫn thường nói với các bạn là trên thế giới này chỉ có đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là thiên tài. Giống như tôi đã nói, tại sao tôi gọi là thiên tài? Bởi vì chính bản thân tôi học đại học phải tốn từ 4 năm tới 6 năm, trải qua một cái thời gian dài 4 năm tới 6 năm để mà mình học từng bước lấy căn bản để mình có thể có được cái kinh nghiệm, cái kiến thức căn bản của đại học. Tại vì nó ít nhất là phải cái thời gian đó. Nhưng mà các bạn đảng viên Đảng Cộng sản ở Việt Nam đó, nó chỉ cần 3 tháng là nó tốt nghiệp đại học rồi. Là nó có bằng đại học bằng chúng tôi phải tốn 4 năm tới 6 năm rồi các bạn. Có phải nó là thiên tài không? Chúng tôi phải học 4 năm tới 6 năm, nó chỉ cần học 3 tháng thôi. Thì cái này đủ cho các bạn hiểu cái ý của tôi muốn nói cái gì. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vậy.
Tức là họ chỉ nghĩ được cái cách là làm sao đi shortcut, đi nhanh hơn và đi đường tắt hơn người khác. Do đó nó thiếu cái nền tảng căn bản. Mà phát triển xã hội các bạn không thể thiếu cái nền tảng căn bản. Phát triển xã hội không thể đi theo kiểu đó được. Phát triển xã hội nó phải đi từng cái bước chắc chắn, để khi mà lỡ có những cái biến cố thì nó nhờ cái nền tảng chắc chắn nó không gây đảo lộn cả một xã hội. Nhưng Đảng Cộng sản thì chỉ thích ăn cơm hớp. Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó họ canh, họ đi ăn cắp. Do đó không lạ khi ngày hôm nay tờ Wall Street Journal, tờ New York Times đã báo cáo về các lời báo động của FBI và cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ là hacker và những kẻ mà spy, tức là những tên gián điệp, đang hoạt động hết tốc lực của họ để đánh cắp những cái nghiên cứu về vaccine trong việc đối phó với đại dịch. Mà đây chỉ là mới phần của Hoa Kỳ thôi quý vị. Tôi nghĩ rằng trong vài ngày tới sẽ có nhiều cơ quan tình báo của những quốc gia khác cũng báo động không kém FBI. Bởi vì Trung Quốc không chỉ nhắm vào Hoa Kỳ đánh cắp những nghiên cứu của họ, mà còn nhắm vào những quốc gia khác cũng đang nghiên cứu vaccine. Trong đó có Đức, có Pháp, có Thái Lan, có Ấn Độ, có Đài Loan, có Hồng Kông, v.v. Là Trung Quốc đang nhắm vào những cái việc này để ăn cắp tất cả những cái nghiên cứu của họ, của người khác. Đây là cái cách mà Trung Quốc đang làm. Và càng cho chúng ta thấy được cái gương mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó càng tạo ra một cái hình ảnh xấu xa cho cả một nước Trung Quốc. So với 100 năm trước, cái hình ảnh của một nước Trung Quốc với một cái văn hóa huyền bí mà khối Tây Phương rất muốn đào sâu vào, nhất là những cái triết lý rất hay, những cái nguyên tắc về Đông Y nó khác với Tây Y. Có nhiều điều cho người ta nghiên cứu, có nhiều điều cho người ta tìm hiểu. Nhưng mà sau khi mà Đảng Cộng sản xuất hiện và cai trị nước Trung Quốc từ năm 1949 cho tới bây giờ, tức là gần 70 năm, gần 75 năm rồi các bạn. Ok, coi như là 71 năm rồi. Thì các bạn thấy rõ ràng đó, nó Tây Phương không có gì để tìm hiểu Trung Quốc cả. Và họ nhìn thấy được cả một cái nền giáo dục như vậy, nó không đẩy ra được tất cả những cái nghiên cứu quan trọng để giúp đỡ cho cộng đồng quốc tế. Ngược lại, nó đi abuse, nó lợi dụng những cái sự sáng tạo của cộng đồng quốc tế để nó trục lợi. Bây giờ các bạn nghĩ đi, nếu bây giờ vaccine có, đúng không? Vaccine bây giờ có đi. Tôi lấy một ví dụ không phải là Hoa Kỳ đi, tôi cứ cho là Thái Lan thôi. Thái Lan một cái nước nhỏ thôi, vô tình cái cách chống HIV của họ nó trở thành một cái phương thuốc tốt nhất là vaccine để giúp cho cộng đồng quốc tế ngăn chặn lây lan đại dịch này đi các bạn. Rồi cuối cùng thế nào? Lấy Thái Lan có đủ sức để sản xuất cho toàn thế giới không? Không. Cuối cùng mấy anh Trung Quốc chạy qua điều đình mua bản quyền phát minh này nọ, lôi hết về Trung Quốc sản xuất. Đó là cách Trung Quốc làm. Lôi hết về Trung Quốc sản xuất cái vaccine đó ra toàn thế giới. Tại vì một nước Thái Lan rất nhỏ chưa chắc đã đủ cung ứng cho toàn thế giới. Thì Trung Quốc bắt đầu mò mẫm tới, nếu mà không ăn cắp được thì họ sẽ tìm cách họ mua. Họ tìm cách họ lấy cái đó mang về nước Trung Quốc để sản xuất. Đó là cách Trung Quốc đối phó với đại dịch đó các bạn. Chứ không phải là họ giống như cộng đồng quốc tế sáng tạo để mà có thể tạo ra được một cái vaccine tốt, hỗ trợ cho cái cuộc sống và bảo đảm cái an ninh về sức khỏe của con người trên toàn cầu. Và dựa trên cái bản tin của tờ South China Morning Post, tờ New York Times và tờ Wall Street Journal, thì ngày hôm nay chúng ta thấy được Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm gì. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Và một lát nữa tới cái đề tài thứ hai. Trong cái đề tài thứ hai thì nó có một cái rất quan trọng là mấy ngày nay Trung Quốc diều hâu vô cùng trong cái vấn đề quân sự trên Biển Đông và eo biển Đài Loan. Nhưng mà trên thực tế như thế nào thì một lát nữa nó sẽ là cái đề tài thứ hai. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 2 phút.